Xin chào anh chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Hiền Bún Bánh. Sau một thời gian khá là dài vắng bóng trên thị trường Việt Nam nha anh chị, thì hôm nay dòng Hilux mẫu 2023 đã có hàng lại rồi nha anh chị. Mẫu này là mẫu facelift của phiên bản trước. Sau một thời gian hầu như cả năm 2022, cái số lượng xe Hilux hầu như là không có về đại lý luôn anh chị, vì vướng cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 á, thì tháng 3 2023 thì sau khi giải quyết xong cái vấn đề khí thải thì nhà máy đã nhập về Hilux bản facelift, thì nó sẽ có một số điểm khác biệt anh chị ha. Phần cụm đèn này khác nè, đèn bi với đèn led led đầy đủ hết. Phần đèn sương mù cũng là đèn led luôn nè anh chị. Cái phần cụm đèn phiên bản trước thì là đèn halogen, thì này là chuyển sang đèn led anh chị. Cái phần ga lăng này thì nó cũng được sơn màu khói nè. Phần mâm thì cũng giống phiên bản trước thôi. Và điểm đặc biệt nhất là tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nha anh chị. Và anh chị phải đổ dầu ở cây xăng Petro nó mới có tiêu chuẩn Euro 5 này. Đó thì nó hơi đặc biệt hơn xíu là anh chị phải đổ đúng nhiên liệu dầu Euro 5 nha. Tiêu chuẩn là 001 SV. Phần nội thất thì cũng không có quá nhiều thay đổi anh chị, vẫn là chất liệu ghế nỉ nè, roof control, chìa khóa cơ thôi, màn hình Pioneer nè. Đó, nói chung là dòng bán tải của phiên bản này, phiên bản một cầu xưa động nha anh chị, nó cũng không có quá nhiều option. Chìa khóa cơ, tổng cộng 3 chìa khóa. Thì cái dòng Hilux này là được mệnh danh là nồi đồng cối đá nha anh chị. Chạy anh chị nào đã chạy qua dòng Hilux thì biết động cơ cực kỳ lành, đi hoài không thấy hỏng luôn. Và đặc biệt cái dòng này là nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Cái dòng Hilux này bên Thái Lan hầu như là bán rất là chuộng nha anh chị, nhưng mà do định hướng của Toyota Việt Nam thì cái dòng này Toyota Việt Nam họ không phải là cái dòng chủ đạo của Toyota Việt Nam, nên hầu như cái doanh số nó thấp hơn khá là nhiều so với những cái đối thủ như Ranger. Cái đèn thì nó cũng thiết kế khác là so với cái đèn này, thì giống cái mẫu hai cầu lúc trước nè. Dòng Hilux này đi bền bỉ lắm anh chị. Anh chị mà đi tầm bảo dưỡng đúng là 200-300 ngàn không xi nhê. Bây giờ những cái dòng xe Hilux mẫu Hilux qua sử dụng á, trên thị trường cũng rất là chuộng. Những cái xe đi 100-200 ngàn thì vẫn còn rất là nhiều khách hàng họ quan tâm. Thùng rất là rộng nè, có lót thùng sẵn cho mình luôn. Tôn vỏ đồ dày lắm chị, cái dòng bán tải này cứng lắm. Mâm lớp thì nó vẫn là phía sau tan trống. Thì xe này hiện tại đang được niêm yết với mức giá là 852 triệu. Màu trắng này thì trắng ngọc trai thì nó thể cộng thêm 8 triệu nha anh chị. Theo anh chị cái mẫu xe có xứng đáng với cái giá trị của chiếc xe Hilux này mang lại không anh chị? Nếu mà anh chị cảm thấy như nào thì nhớ để lại bình luận nha. Theo anh chị 852 triệu có hợp lý với một chiếc Hilux số tự động một cầu không?
nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Rồi thì bên em đang nhận đặt xe dòng Hilux này nha anh chị. Nó sẽ có màu trắng, màu đen, màu cam, màu bạc. Anh chị nào quan tâm mẫu Hilux này thì cứ liên hệ cho Hiền theo số 0946 898 698 nha. Bên em thì chuyên cung cấp những dòng xe mới và xe qua sử dụng. Chị nào cần đổi xe hoặc lên đời, cứ alo cho em, bên em sẽ hỗ trợ định giá miễn phí và thu cái giá hợp lý nhất cho anh chị đổi xe nha. Rồi em xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.